Nếu cho bạn 5 triệu đô la Mỹ để tham gia một trò chơi chỉ có một người sống sót, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Đầu bộ phim, 9 người làm các nghề nghiệp khác nhau tỉnh giấc, phát hiện mình bị nhốt trong một căn biệt thự bịt kín. 9 người này lần lượt là cha xứ, anh cảnh sát, chị đẹp vũ công, anh chồng, chị vợ, nữ phạm nhân, anh da đen, anh đẹp nhà thiết kế và ngôi sao chị tóc đỏ. Ngay lúc 9 người đang hoang mang không biết tại sao họ lại xuất hiện ở đây, radio trong căn biệt thự phát ra tiếng, nói với họ chào mừng đến với trò chơi. 9 người đều được lựa chọn ngẫu nhiên, toàn bộ lối ra vào của biệt thự đều đã bị bịt kín, chỉ có người cuối cùng sống sót mới được ra ngoài, hơn nữa còn nhận được phần thưởng 5 triệu đô la Mỹ. Trò chơi chính thức bắt đầu. Ngay lúc mọi người không biết phải xoay sở thế nào, anh cảnh sát phát hiện kẻ bắt cóc đã để lại súng cho anh ta. Lẽ nào kẻ bắt cóc muốn bọn họ tự tàn sát lẫn nhau sao? Mọi người bắt đầu hoảng hốt đúng túng, nhưng anh cảnh sát nói với mọi người đừng sợ. Tôi là cảnh sát, tôi sẽ không làm hại mọi người. Mong mọi người đừng vì 5 triệu đô mà tham gia vào trò chơi tàn sát lẫn nhau khốn nạn này. Chúng ta nên đoàn kết lại. Nhưng mọi người không tin, dù gì trong tay anh cảnh sát cũng có súng. Cuối cùng mọi người cũng nghe theo lời anh cảnh sát. Họ bắt đầu bưng bàn, đập vào cửa chính nhưng không có tác dụng gì. Cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Chị tóc đỏ không tham gia vào. Hình như đã đoán trước kết cục này, bọn họ đều sẽ chết. Mọi người không mở được cửa, đành phải quay về phòng khách. Nghĩ kế khác, anh cảnh sát nổi nóng, cũng bắt đầu kích động. Anh ta cầm súng bắn vài phát lên tường xi măng, nhưng xi măng cực kỳ dày, đạn bắn ra cũng chỉ để lại vài lỗ đạn ở trên tường. Lúc này, kẻ bắt cóc đưa thức ăn đến thông qua thang máy vận chuyển. Mọi người vừa ăn vừa tự giới thiệu. Đến lúc nữ phạm nhân tự giới thiệu, cô ấy nói trên người mình có máy theo dõi của cảnh sát. Có lẽ đợi đến ngày mai, cảnh sát sẽ tìm ra họ. Vừa nghe nữ phạm nhân nói xong, mọi người yên tâm hơn, từng người tự về phòng ngủ. Ngay lúc mọi người tưởng có thể an tâm đi ngủ đợi ngày mai cảnh sát đến cứu, nhưng không ngờ, nửa đêm, một bóng đen xông vào phòng anh cảnh sát, trộm súng. May mà anh cảnh sát phản ứng kịp, bóng đen hoảng sợ bỏ chạy. Vì chuyện trộm súng, mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, không ai tin tưởng ai nữa. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng kêu giống như còi cảnh sát. Mọi người tưởng là máy theo dõi của nữ phạm nhân đã dẫn cảnh sát đến. Mọi người điên cuồng chạy ra cửa chính, dùng hết sức để đập cửa, tạo ra tiếng động để cảnh sát biết họ đang ở đây. Nhưng họ lại không nhận được câu trả lời. Tâm trạng của mọi người dần dần xấu đi. Đột nhiên mọi người ôm đầu kêu khóc, khắp nơi đều là bầu không khí tuyệt vọng. Lúc này chị vợ vô tình phát hiện chồng mình đang ngồi đằng xa, hai tay chống cằm, nhìn mọi người rồi cười một cách quái dị, hình như đang suy tính gì đó. Cha xứ thì đang cầu nguyện ở trong phòng, anh cảnh sát thì nhốt mình trong phòng, bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Những người khác thì bắt đầu bung lụa, uống rượu, hát hò, còn anh chồng thì vào nhà vệ sinh, giấu một mảnh thủy tinh vỡ. Xem ra anh chồng đã quyết định tham gia trò chơi này, hắn ta muốn trở thành người cuối cùng sống sót, giành lấy 5 triệu đô tiền thưởng. Ngay lúc anh chồng quay về phòng khách thì phát hiện vợ mình đang bị anh da đen ve vãn, cái sừng mọc dài thật, anh chồng khó ở ra mặt. Sau đó trong quá trình hai người tranh cãi, anh da đen lỡ tay đẩy chị vợ xuống đất, đầu chị vợ đập trúng lan can, lập tức lui xuống nhện cát xê. Anh da đen nói thật sự chỉ là tai nạn, nhưng anh cảnh sát không tin, còn nhốt anh da đen vào phòng mình và dùng một thanh sắt khóa lại. Thậm chí lúc chia đồ ăn, anh cảnh sát cũng chỉ cho anh da đen một miếng đồ ăn nhỏ. Anh da đen cảm thấy mình bị sỉ nhục, chửi rủa anh cảnh sát. Cha xứ thấy tội nghiệp, thế là định thả anh da đen ra, muốn nói chuyện tử tế với anh da đen. Nhưng đợi lúc anh cảnh sát phát hiện ra thì đã muộn. Sau khi anh da đen ra khỏi phòng thì lấy thanh sắt đập thật mạnh vào anh cảnh sát. Anh cảnh sát bị anh da đen đánh đến mức hấp hối. Cha xứ thấy anh cảnh sát bị như vậy vô cùng hối hận. Anh cảnh sát gắng gượng dùng hơi thở cuối cùng giao súng cho cha xứ, sau đó thì lui xuống nhận cát xê. Anh da đen thấy vậy xong, lặng lẽ quay về phòng, bây giờ lại thêm một người chết. Việc này khiến thần kinh của những người còn lại trở nên căng thẳng hơn. Sau đó, thức ăn được đưa đến thang máy ngày càng nhiều hơn trước. Trên đó còn có một tờ giấy viết, làm rất tốt, vì anh cảnh sát đã chết. Niềm tin giữa mọi người bắt đầu rạn nứt. Sau khi lấy được đồ ăn, mọi người đều trốn vào một góc, ngồi dưới đất ăn uống, sợ đồ ăn trong tay mình bị người khác cướp mất. Còn anh chồng thì lấy đồ ăn của anh da đen mang đến cho anh da đen. Anh da đen rất cảm kích anh chồng, cảm ơn anh chồng đã tha thứ cho mình. Ăn cơm xong, cha xứ muốn tìm anh da đen để nói chuyện thì phát hiện anh da đen đã treo cổ tự tử. Chuyện gì thế này? Mọi người hoang mang. Lúc này, cái chết của anh da đen lại một lần nữa kích động mọi người. Mọi người bắt đầu suy sụp, bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Dù trong tay có súng, cha xứ tốt bụng cũng không kiểm soát được tình hình này. Không khí ngày càng u uất. Bây giờ ai cũng manh nha ý định tham gia trò chơi, sống sót đến cuối, lấy 5 triệu đô tiền thưởng. Mọi người bắt đầu nổi điên. Nữ phạm nhân thì muốn trộm dây chuyền của chị tóc đỏ. Kết quả bị chị tóc đỏ phát hiện, bị chị tóc đỏ siết cổ chết. Còn anh chồng vạch kế hoạch đã lâu bắt đầu hành động. Đầu tiên hắn ta vào phòng tắm, làm chị đẹp bị điện giật.
Ở bên này, chị tóc đỏ vừa giết chết nữ phạm nhân, đi tìm anh đẹp xin anh an ủi, nhưng không ngờ anh đẹp lại vì đồ ăn mà muốn xiết cổ chị tóc đỏ. Ở nơi khác, anh chồng vừa giật điện chị đẹp tìm đến cha xứ. Hắn tưởng cha xứ tôn thờ thượng đế sẽ không nổ súng, muốn cướp súng trong tay cha xứ, nhưng hắn ta không ngờ con người cha xứ đã thay đổi. Cha xứ nổ súng bắn anh chồng, sau đó cha xứ phát hiện anh đẹp muốn xiết cổ chị đẹp, thế là bắn một cú hạ knock out anh đẹp, nhưng anh chồng vẫn chưa chết. Nhân lúc cha xứ cầu nguyện xin rửa tội, hắn đánh lén cha xứ từ đằng sau, dùng mảnh kính vỡ đâm vào lưng cha xứ, súng trên tay cha xứ cũng rơi xuống đất. Anh chồng nhặt súng lên, trước tiên giải quyết chị tóc đỏ, sau đó tiếp tục tiêu diệt cha xứ. Ngay khi anh chồng tưởng mình đã giành phần thắng, radio thông báo có một người vẫn còn sống, đó chính là chị đẹp bị điện giật, giờ đã tỉnh lại. Sau đó là một trận đại chiến đuổi giết. Cuối cùng, dựa vào hào quang nữ chính cộng thêm buff, chị đẹp đã giải quyết được anh chồng, chị đẹp giành thắng lợi. Lúc này cổng chính mở ra, bên ngoài đặt một túi du lịch màu đen, bên trong chắc là 5 triệu đô. Nhưng không ngờ khi chị đẹp bước ra khỏi cửa, chị đẹp lại phát hiện mình đến với một căn nhà gần như giống hệt căn nhà trước đó. Trong căn nhà này cũng có 8 người, mỗi người đều ôm một túi sách du lịch màu đen giống hệt chị đẹp. Trên gương mặt và đôi mắt của mỗi người đều đầy vẻ hoang mang và hoảng sợ. Bộ phim kết thúc tại đây. Kết cục cuối cùng của bộ phim khá bất ngờ, thì ra nó không phải là kết thúc mà là bắt đầu của một trò chơi khác. Hành động của mọi người trong phim đều thiếu bức điện và động cơ. Mọi người đều đột nhiên nổi điên, đột nhiên giết người, đột nhiên chết đi, đột nhiên sống lại. Cảm giác như không phải bản thân nhân vật đang cử động mà là biên kịch đang cưỡng ép tình tiết bộ phim phải làm vậy, khiến người xem cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nếu mọi người có bộ phim gây cấn phạm tội nào hay và muốn xem, hoan nghênh các bạn để lại lời nhắn dưới phần bình luận. Tôi là Đại Ngư, hẹn lần sau gặp lại.